Ngày 15 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thông tin về việc nhiều người sốc nhiệt khi tham gia một giải chạy marathon tại Hà Nội. Theo đó, sáng ngày 13 tháng 10, có 6 bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng sốc nhiệt rối loạn ý thức. Các bệnh nhân có biểu hiện lơ mơ, yếu cơ tứ chi, hạ huyết áp, da khô, thiểu niệu. Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân có tình trạng tăng men cơ, suy giảm chức năng thận. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành làm mát cơ thể người bệnh, truyền dịch, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, chức năng tạng. Cả 6 bệnh nhân sau đó được chuyển sang khoa hồi sức nội khoa và chống độc cùng khoa nội thận lọc máu để tiếp tục điều trị. Hiện tại tình trạng cả 6 bệnh nhân tạm thời ổn định, chức năng thận dần hồi phục. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Cường, chủ nhiệm khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mấy năm trở lại đây, khi phong trào chạy bộ tăng lên, tình trạng người sốc nhiệt khi tham gia các giải chạy marathon và thể thao đường dài gia tăng. Tình trạng sốc nhiệt do gắng sức hay gặp ở những người trẻ, khỏe mạnh, xảy ra khi vận động gắng sức trong môi trường có nhiệt độ cao, đặc biệt là những vận động viên không chuyên khi tham gia các giải chạy marathon. Sốc nhiệt làm tăng nguy cơ tổn thương đa cơ quan bao gồm hệ thần kinh trung ương, hô hấp, tuần hoàn, gan, thận và huyết học, gây ra tình trạng suy đa tạng nhanh chóng nếu không được xử trí y tế kịp thời, thậm chí tử vong. Để phòng tránh sốc nhiệt, khi chơi thể thao cần quan tâm thời tiết, khô khởi động, trang phục phải thoáng mát. Nếu có biểu hiện khó thở, suy hô hấp, rối loạn tim mạch kèm theo mệt mỏi, đau đầu, đỏ mặt, cần liên hệ lực lượng y tế để được hỗ trợ. Ngoài ra, tránh luyện tập trong thời gian dài liên tục, nên có nhiều lượt nghỉ đan xen, ít nhất nên nghỉ sau mỗi 30 phút luyện tập để đảm bảo sức khỏe.